ăn hết luôn rồi. Cúp điện hết nguyên một phường luôn quá. Đang đập cửa nha. Đập được cửa rồi, đập được cửa rồi. Trông cháy quá trời luôn kìa. Trời ơi, nổ rồi. Lại cắt điện rồi, cắt điện ở chỗ cái trụ điện nè, ở trên cái nhà đang cháy là có hai cái trụ điện lớn lắm các bạn, có hai cái trụ điện lớn lắm ngay đây luôn rồi. Cái này mà không có khắc phục được cái đám cháy để nó lan ra ngoài phía trước cái ổ điện này là nguy hiểm lắm các bạn, quá trời luôn rồi. Nổ. Thấy ghê quá. Trời ơi nó cháy. Đứng ở bên ngoài không mà thấy cũng ghê nữa, đừng nói là đi vô trong nó cứu quả các bạn ơi. Không dám đi vô cứu luôn kìa, nó đứng ở ngoài nó sạch vô thôi, không dám hé cửa mạnh luôn á. Tại vì nếu mà hé cửa mạnh là cái lửa nó táp ra ngoài á. Giờ mà đẩy cửa ra là cái lửa nó sẽ táp ra ngoài, nó cháy lan ngoài. Cho nên người ta chỉ lén lén là sạch vô trong thôi chứ không có dám mở cửa lớn đâu. Rất là nguy hiểm nha, ở dưới ở phía dưới là nguyên một cái ổ điện, ở trên là hai cái bình. Đó đó, mở cửa lớn ra rồi. Mở cửa lớn ra nó lan ra ngoài vậy các bạn. Nên ở trong cái điện sửa xe đó rất là nhiều cái chất gọi là cháy nổ, như là dầu mỡ nhớt này nọ đó, nên cháy rất là lớn luôn, bắt lửa lại khói đen thui rồi. Điện sửa xe mà nằm ở dưới ngay cái trụ điện đó các bạn nha. Cái này là không có người bên trong, hình như là cái cửa hàng nên ta đi về hết rồi. Điện cháy hết mọi người, hết cúp điện hết hai khu phố luôn. Hy vọng là sẽ kịp thời khắc phục được các bạn nha. Mở được cửa rồi, cháy cửa rồi, cháy cửa rồi. Mở được cái cửa sắt ra luôn các bạn, kéo cửa sắt ra rồi. Giờ bắt đầu đám cháy nó lan ra đó. Nhìn thấy ghê quá. Bật lên. Tại vì bên trong nhà rồi mà chứa những cái vật liệu dễ cháy mà dầu mỡ nhớt xe nọ các bạn, cháy rồi, cháy lan ngoài rồi. Giờ này chưa thấy cứu quả rồi nha, nãy giờ đám cháy cũng lâu rồi đó. Tới giờ có người ta bom, mày bom nước rồi, bom nước rồi, mừng quá. Bom nước này chắc là bom nước của mấy hộ dân cái bên này. Bom nước này bom nước kiểu như là khắc phục tạm thời thôi chút, trong khi chờ xe chữa cháy đó.
nước nhỏ quá. Hy vọng là sẽ kịp thời khắc phục được cái đám cháy này các bạn ơi. Nhìn nó nguy hiểm quá, nó mà cháy ra ngoài cái là nguy hiểm lắm nha. Rất là nhiều cái nhà kế bên luôn. Cho nên mọi người lưu ý là đi đâu thì chúng ta nhớ tắt điện này nọ ở trong nhà hết nha. Đừng có để điện nó phát cháy này nọ. Cứu quả tới, cứu quả tới rồi. Kịp thời cứu cái đám cháy này các bạn nha, chứ để nó lan ra ngoài, nó lan lên trên là quá nguy hiểm luôn á. Vẫn chưa có nước để mà bà xịt vô. Đúng rồi, nguy hiểm. Đúng rồi, cháy lên cao là nguy hiểm lắm. Cháy lớn lắm á, cái bình nó cháy lớn lắm. Nãy giờ 10 phút rồi. Mọi người dân ở đây ai cũng lo lắng, cũng trông cho mau mau xịt nước vào các bạn. Nhưng mà tổ công tác người ta vẫn chưa có thể xịt nước vô, hình như là chưa có gáp xong cái ống nước gì đó. Lửa này đang cháy lớn ra nha. Lửa nó bốc đầu bốc ra rồi. Lửa bốc ra rồi. Chưa sạch nước luôn, chưa có lắp ráp hệ thống nước xong nữa ta. Rồi bắn rồi, mừng quá, bắn nước rồi bạn ơi. Sạch cái giảm nhiệt trước rồi, dập đó. Ô mừng quá, dập rồi, dập ơi, hên quá.
kịp thời các bạn ơi, kịp thời khắc phục rồi, quá trời bắt rồi. Ngay kho 18 bạn nha, hẻm 156 Quỳnh Tấn Phát nè, gần nhà mình luôn, kế bên hẻm 156 Quỳnh Tấn Phát, tiệm sửa xe, tiệm sửa xe Phương. Mừng quá bạn ơi, dập tắt rồi, chỉ cần xịt nước chưa đầy một phút nữa là dập tắt rồi. Mừng quá, mừng quá.